Rồi, hai xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì Vinh sẽ mời các bạn ăn sáng cùng Vinh nhé. Đây, giấm bò, cơm, nước chấm, củ hành. Các bạn nha, mong là các bạn sẽ xem video và thích và ủng hộ kênh của mình nha. Và bắt đầu là ăn thôi. Mong các bạn sẽ bấm like và bấm đăng ký nha, ủng hộ kênh cho ba mình nhé. Dạ, các bạn phải ủng hộ cho ba mình. Các bạn sẽ ủng hộ nhiều thì ba mình sẽ đăng clip nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Quá béo. Tại ba mình chưa ăn sáng nên là ba mình ăn, mình thì ăn rồi. Ngon quá bạn. Các bạn hèm thì các bạn làm thử đi. Đúng không bà? Ừ, giấm bò. Hầm cho nó gục, các bạn mới béo nha. Các bạn hầm cho nó gục trong ba mình nói á. Mới ngon, còn nó béo nữa. Mất hết 2 kg thằng đó. Các bạn thấy hay hèm không? Hai các bạn. Hết luôn. Quá tải. Giống như hồi qua luôn. Giống như hồi bữa trước luôn. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi ấy không chờ bạn nữa, vừa tôi ăn liền. Lẩm. Ủa, lẩm chứ không phải ăn hả? Ăn nha. Các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Rồi, bắt đầu mình tiếp tục ăn nha. Tại bữa nãy là có sư phụ điện làm nhỏ cục quay phim. Không đại gia. Ông nội Phong. Ông nội Phong. Rồi, chị nói tiếp đi. Ăn tiếp đi. Đó, các bạn thấy hèm không? Quá đã. Quá đã bạn ơi. Nó ngon tới giọt cuối cùng. Mm-hmm.
Hầm quá nè các bạn. Nãy làm đập hơn củ tỏi rưỡi. Thèm không các bạn? Mình cho các bạn coi ba nè. Ừ. Giờ tại hết cục thịt luôn. Giờ tại không? Dạ.